Bắc là chó của thẩm phán trên thị trấn, thế nhưng nó lại nghịch ngợm vô cùng. Ngày nào cũng phải lên thị trấn đi dạo, nhìn thấy gì cũng phải cắn xé. Tinh lực dồi dào không biết tiêu hao vào đâu, chỉ biết phá nhà cửa. Sáng ra thì thay đồng hồ báo thức phá hết mọi người, khiến căn nhà lúc nào cũng như động đất. Bắc cực kỳ thích đi săn thỏ, nhưng chưa lần nào thành công. Hôm nay là sinh nhật của thẩm phán, người hầu chuẩn bị một bàn thức ăn rất ngon. Khi mọi người đang chụp ảnh, thì Bắc ngậm một chiếc đùi gà đi tới. Bàn ăn bị phá tan tành. Buổi tối, Bắc bị phạt không cho vào nhà ngủ, nó chỉ có thể nằm liếm chân trước cửa nhà. Một tên trộm chó đi tới, dùng thức ăn để hấp dẫn Bắc và thành công nhốt nó vào thùng. Bắc bị nhốt vào thùng chiều đi, rồi chuyển tới một chuyến tàu đưa đi rất xa. Chủ mới thả nó ra và bắt đầu huấn luyện. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh. Bắc đánh ngoan ngoãn, nhưng Bắc không hề từ bỏ. Cuối cùng, nó tìm được cơ hội chạy ra ngoài boong thuyền. Nhưng khi đứng trên boong thuyền nhìn xuống, nó hoang mang không biết đây là đâu. Xung quanh bao phủ toàn là tuyết trắng. Nó đã bị đưa đến Alaska. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc thấy tuyết. Nó thấy rất thú vị. Bắc bị đem đi bán. Một người nhìn thấy vóc dáng to lớn của nó và mua. Vậy là Bắc chính thức có việc làm, trở thành chó kéo xe trượt tuyết cùng với một đội những chú chó khác. Từ nhỏ, Bắc đã tự do quen rồi nên không chịu được sự gò bó. Nhiệm vụ đầu tiên là hành trình kéo dài đến 500 dặm. Bắc vốn là chó nhà nên hoàn toàn vô kỷ luật. Nhìn thấy thỏ trắng liền kéo cả đội trưởng xuống sườn núi. Từ đây, Bắc học được bài học đầu đời. Việc mình làm có thể ảnh hưởng tới cả nhóm. Ngày đầu tiên kết thúc, Bắc mệt mỏi muốn ngất đi. Buổi tối, nó phải chịu đựng cái lạnh kinh hoàng của Alaska. Vì không quen nên Bắc truy vào lều đẩy bà chủ ra ngoài. Kết cục bị bà chủ đuổi đi, nhưng Bắc lần trốn trong tuyết học theo các bạn. Có một con husky ỷ mình là đầu đàn, thường xuyên cướp đồ ăn của mấy con chó khác. Bắc chủ động nhường đồ ăn của mình cho chú chó bé hơn. Khi uống nước, husky không cho con chó khác uống. Bắc dùng sức mạnh đập thủng lớp băng cho cả đàn chó uống. Dần dần nó được những con chó khác yêu mến. Cuối cùng cũng qua thời gian thử việc, Bắc dần đã biết hết việc rồi giúp cả đoàn xe phóng như bay, dễ dàng vượt núi rừng hiểm trở. Một hôm, hai vợ chồng biêu tá đến chỗ mặt hồ đóng băng. Người phụ nữ đang đi trên băng đột nhiên bị rơi xuống. Bắc không suy nghĩ, lập tức lao mình xuống dưới dòng nước cứu người phụ nữ. Do bị kiệt sức nên Bắc bị trôi đi mất. Người biêu tá nghĩ rằng Bắc đã chết rồi. Bất chợt có ai đó đưa cho anh chiếc gậy đập băng. Anh giật mình, thì ra đó là Bắc. Lần này nó lập được công lớn, khiến con husky bắt đầu ghen tị. Thức ăn của Bắc cũng từ bánh bao trở thành đùi gà. Điều này khiến con husky không chịu nổi nữa. Tối hôm đó, Bắc đuổi bắt được một con thỏ, nhưng chỉ bắt cho vui rồi thả thỏ đi ngay. Husky xông ra cắn chết chú thỏ. Husky bắt đầu khiêu chiến muốn đánh nhau. Mới bắt đầu, husky chiếm thế thượng phong vì Bắc chưa đánh nhau bao giờ. Và còn đến mấy mà không có kỹ năng thì cũng vô dụng. Husky thắng thế, đứng ra oai. Lát sau, Bắc được bạn gọi dậy. Bản năng hoang dã cũng được gọi dậy. Chỉ một đòn, Bắc đánh cho husky không dậy nổi, chỉ còn lúc khuất phục dưới đàn. Hôm sau, không thấy husky đâu, biêu tá đành phải chọn lại chó đầu đàn. Bắc tự mình ứng cử, nhưng vì là linh mới nên không được đồng ý. Những con chó khác không chịu làm chó đầu đàn. Biêu tá cảm thấy khó hiểu. Bất đắc dĩ chỉ đánh chọn Bắc. Dưới sự dẫn dắt của Bắc, tốc độ đàn chó được nâng cao nhiều lên. Chúng chạy băng băng trên tuyết. Trên đường không may gặp phải tuyết lở, biêu tá vội vào Bắc rẽ trái, nhưng nó phớt lờ không nghe. Bắc liều mình đưa đàn chó rẽ sang phải, chạy thẳng vào một mép bầu đá. Cả đàn chó tăng tốc, tạo nên một pha xử lý rất mượt mà. Họ tránh được tuyết lở một cách an toàn. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên họ được thứ đúng giờ sau 12 năm. Quả thật là một chiến công hiển hách. Bắc cũng thay đổi, nó thường xuyên nhìn thấy một con sói đen mà không biết đó chính là bản năng hoang dã trong nó. Nhưng ai mà ngờ được, lúc Bắc hưởng thụ niềm vui khi kéo xe, khi tất cả mọi người đều hào hứng mỗi khi nhận được thư, thì biêu tá nhận được tin sét đánh. Đàn chó bị cho nghỉ việc, công ty biêu chính đóng cửa, Bắc bị bán cho một người đãi vàng. Hắn không biết làm gì mà chỉ biết hành hạ chó. Hắn không cho ăn mà lại bắt kéo xe trên nền đất, dẫn đến cả đàn chó kiệt sức. Chủ lại càng ra sức đánh đập, khiến lũ chó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiến lên. Cứ thế này, tất cả đàn chó sẽ sớm chết hết. Lúc hắn ta định đưa súng ra kết liễu Bắc, ông lão John đã xuất hiện kịp thời cứu nó. Hắn bỏ lại Bắc và vẫn tiếp tục tiến lên. John được Bắc về nhà chăm sóc. Ông vốn không phải là người đãi vàng, ông chỉ là lang thang trốn tránh đau khổ. Bắc ngủ trên giường 2 ngày 2 đêm. Lúc tỉnh dậy, nó không thấy bạn bè của mình đâu nữa, chỉ thấy mỗi John. John lại là một tay nát rượu, uống xong lại bắt đầu nói linh tinh. Bắc thấy vậy cho mình rượu vào trong tuyết, rồi ngồi luôn lên trên đó. John cố gắng để nó ra, nhưng nó to quá khiến ông không đẩy được. John buồn bã nói hôm nay là ngày giỗ của con trai mình. Dường như Bắc cũng cảm nhận được nỗi buồn của ông lão, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông. Một người một chó ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng. Hôm sau, lão lôi ra một tấm bản đồ. Trước đây, lão nghe con trai nói một truyền thuyết rằng ở cuối bản đồ có một nơi không ai biết, ở đó bốn mùa như mùa xuân và có con sông vàng. Thế là một người một chó bắt đầu hành trình. Bọn họ treo thuyền dọc theo một sông đầy cá, ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên bờ dòng sông. Buổi tối nằm huýt sáo bên nhau, cứ như vậy cùng nhau trải qua mấy ngày liền. Rảnh thì chơi trò mạo hiểm khi gặp thác nước. Ông lão chưa từng coi Bắc là thú cưng mà như một người bạn đồng hành của mình. Trải qua muôn vàn hiểm trở, cuối cùng họ cũng tới cuối bản đồ. Tổ tiên của bọn họ từng sống ở đây. John phát hiện một ngôi nhà gỗ trong khe núi. Đây đúng là chú nhiên vui thanh bình. Vì vậy, John quyết định ở lại đây, sống nốt quãng đời còn lại ở đây cũng là một lựa chọn tốt.
một hôm chồn đang tắm bên sông bỗng phát hiện ra vàng bên dưới. Thì ra truyền thuyết là có thật. Ông lão bắt đầu tìm kiếm vàng, bác cũng muốn giúp đỡ. Nó nhặt được một cục vàng to đùng nhưng ông lão lại không để ý, nó liền vứt đi. Lúc này có một con sói trắng chạy bên bờ đối diện, bác nhìn ngẩn ngơ, chốt bảo nó đuổi theo đi, buổi tối nhớ về nhà. Bác đuổi mãi, cuối cùng sói trắng cũng chịu gặp. Nhìn sói trắng, bác thấy đúng là tình yêu sét đánh. Bác giơ chân ra, sói trắng lại chạy đi mất. Từ đó hôm nào bác cũng đi tìm sói trắng. Một hôm có một con sói xám trong đàn bị trượt chân xuống dòng nước đang xoáy, suýt cuốn văng nó đi. Thấy vậy, bác liều mình lao xuống, dùng vóc dáng to con dựng cành cây lên, nhờ vậy cứu được sói xám. Sau việc này, nó được đàn sói chấp nhận. Bác cũng học được cách đi săn, lúc thì săn được cả rừng, lúc thì đơn giản hơn bắt được cá. Cứ như vậy, bác sống vui vẻ tự do. John cũng thấy vui, nhưng ông biết rằng bản năng hoang dã của bác đã thức tỉnh. Điều đó cũng chứng tỏ rằng bác không thể hòa nhập với con người được nữa. Nó đã tìm được tình yêu và sự tự do. Vì vậy, John quyết định đi về, về nhà của mình không trốn tránh nữa. Trước khi đi, ông ném phần lớn số vàng xuống sông. Ông không hề tham lam. Ông nói con người chỉ cần đủ sống là thấy hạnh phúc. Ông không đưa bác theo nữa, đây mới là nhà của nó. Buổi tối nhớ về chào tạm biệt tao là được. Không ngờ đêm đó, tên đãi vàng tìm đến. Hắn ta bắn trúng John. John đưa vàng cho hắn, nhưng hắn muốn độc chiếm hết chỗ vàng. Đúng lúc tên đãi vàng định lấy súng bắn chết John, thì bác kịp thời trở về đánh tay súng. Tên đều cáng cầm cây gậy chuyên đánh chó lên. Bác không sợ hãi, ngậm cây gậy công minh đẩy tên đãi vàng vào đống lửa kết liễu hắn. John bị thương nặng, dường như không qua khỏi được. Nó ngậm kèn và nhật ký đến đứng trước mặt ông lão. Nó gắng đỡ ông lên người mình. Nó rất mong ông lão được sống. Nhưng cuối cùng ông cũng không qua khỏi. Bác buồn rầu mất một thời gian dài. Cuối cùng nó trở thành con đầu đàn của đàn sói, sinh con đẻ cái cùng sói trắng, đưa theo đàn con cháu của mình sống hạnh phúc. Bác đã phải chạy trong suốt nửa quãng đời trước của mình. Hoàn cảnh sống không hề khiến nó mất đi niềm tin, mà nó luôn dũng cảm vượt qua mọi nghịch cảnh. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng chúng tớ một nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.